Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Mão Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Tùng Bách Mộc ngày Tân Mão, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Tùng Bách Mộc, kỵ tuổi Ất Dậu, kỵ Dậu ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, kỵ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng. Sao Thiên Thành, tốt mọi việc. Sao U Vi Tinh, tốt mọi việc. Sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Sao Ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành. Sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc. Sao Hà Khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao Vạn Vong, hay còn gọi là sao Thổ Kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Sao Lõ Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo không tốt cho các mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay. Thậm chí bản mệnh tuổi Tý còn dễ gặp phải xui xẻo vì việc tin người. Và bạn tuổi Tý, bạn nên cẩn thận kẻo lại mất tiền oan vì khả năng đánh giá vấn đề của bản mệnh trong ngày hôm nay thực sự không được sáng suốt. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý bỏ lỡ đi mất cơ hội. Bạn cảm thấy đắn đo, băn khoăn, không dám bắt lấy cơ hội của mình. Và rồi chúng vượt qua khỏi tầm tay. Thế nên ngày hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn cần phải cố gắng làm chủ vận may cá nhân và chủ động dấn thân
ở thời điểm thích hợp nếu như bạn sẽ phải nếu không bạn sẽ phải hối tiếc về sau này đó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sức khỏe hiện tại của bạn mệnh, nhất là đối với những bạn mới ốm dậy, đã ăn uống được nhiều hơn, nghỉ ngơi đầy đủ để hồi sức trở lại. Bạn mệnh đã biết yêu thương bản thân mình hơn và tránh suy nghĩ quá nhiều gây hại cho sức khỏe nữa. Vậy tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy cho trí tưởng tượng của bạn được bay cao, bay xa hơn nữa. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bạn cũng cần phải có một thế giới riêng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đừng làm việc không biết nghỉ ngơi, bạn đang tự làm hại bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, niềm tin đến từ những việc tưởng chừng như là nhỏ nhặt, không liên quan nhất. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy tự làm cho mình vui bằng việc mua một món quà nho nhỏ nào đó. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp được nhiều điều may mắn. Bạn tuổi Sửu chia sẻ những ý tưởng mới và đón nhận sự quan tâm của những người xung quanh dưới sự che chở của thực thần chiếu mệnh. Có thể với bạn tuổi Sửu là tâm điểm của ngày hôm nay, vậy thì bạn hãy sẵn sàng đón nhận sự chú ý ấy. Bạn đừng có quên rằng chỉ khi bạn đặt niềm tin vào chính mình, bạn mới có thể có được sự tin cậy của những người xung quanh. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về vấn đề sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Đây là rào cản cho bản mệnh trong ngày hôm nay, và để tránh việc vấn đề này gây ảnh hưởng tới công việc hoặc là khiến cho bạn phải trì hoãn lại một số dự định thì bạn nên tìm cách chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn. Và ngày này xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021, tức là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi Sửu không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình, hãy biết nhờ sự hỗ trợ của người khác khi cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có thể ai đó hiểu nhầm ý kiến của bạn, nổi nóng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, chớ nên giận cá chém thớt, ảnh hưởng tới mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có ai đã đưa ra lời cảnh báo, hãy tin tưởng họ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ của bạn ngày càng tốt đẹp, gặp được người thấu hiểu cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 80, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Dần có được cơ hội để cởi mở với những khúc mắc ở trong lòng và thể hiện bản thân mình một cách chân thực nhất. Thay vì giấu những nỗi tổn thương, những nỗi buồn chán ở tận đáy trong tim, bạn hãy coi đây là cơ hội để hàn gắn, để xoa dịu nỗi đau ở trong tâm mình. Ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính ấn hỗ trợ. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dần trở nên gần hơn với những mục tiêu của mình.
Nhưng bạn không được vội chủ quan, bạn cần phải kiên trì, vững vàng cho đến khi thực sự cán đích. Tới lúc đó, bạn có thể thoải mái, ăn mừng được rồi, còn bây giờ thì bạn cần phải cố gắng hơn nữa. Và xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần. Ngày này, bạn cần phải lưu ý không nên trị bệnh ở tim, do đó bản mệnh không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay để tránh những rắc rối xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy không giữ được kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết khi quá tự tin. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, công việc đã đi vào quỹ đạo mà bạn muốn trở nên thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, bạn có xu hướng tiêu tiền cho người mình yêu mến. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, có mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với người thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nên cư xử đúng mực, nhất là đối với những người lớn tuổi. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho công việc của bạn đang diễn ra rất tốt đẹp. Với bạn tuổi Mão có được cơ hội gây ấn tượng với mọi người xung quanh bằng vốn hiểu biết, năng lực của mình. Và đây là ngày mà việc ký kết hoặc là các giấy tờ liên quan, hợp đồng, văn bản rất thuận lợi cho bạn, khuyến khích bạn nên thực hiện. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi Mão, không đủ giúp cho bạn để theo đuổi những mục tiêu lớn lao. Vì thế, bạn cần phải cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi một chút để cải thiện về tình hình sức khỏe, rồi hãy bắt đầu các kế hoạch của mình. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, bản mệnh cũng cần phải lưu ý để kiêng cự những việc như là chôn cất, cực kỳ là đại kỵ, hay là cưới gả, trổ cửa, xây dựng, khai phòng, khai trương, xuất hành, đóng giường, lót giường, các vụ việc khác thì có thể nên làm. Vì vậy, với bạn tuổi Mão nên sắp xếp công việc sao cho thực hiện hợp tình hợp lý. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, nhớ là suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói, tránh làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, chớ có trông mong điều gì quá xa vời, hãy bám chặt thực tế. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, có điềm báo hao tài tốn của, cần phải chú ý quản lý về tài chính. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, nên trao niềm tin cho người thực sự phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, cân nhắc hơn trong việc đưa ra quyết định trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thìn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn thực hiện việc gì cũng nên từ tốn. Có những người đang quan sát để đánh giá năng lực của bạn đấy, thậm chí còn có tác nhân bên ngoài đang ngấm ngầm gây hại, nhưng vì bạn chủ quan để khả năng quan sát hạn hẹp, vì thế bạn nên cố gắng thận trọng trong từng việc của mình làm ngày hôm nay. Và trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn á, cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là biểu hiện không tốt liên quan tới cuộc sống của bạn. Có những người bị mất quyền, mất việc, không thi đỗ, làm ăn bị thất thoát.
luôn có những bất trắc xảy ra như thế, cho nên bạn tuổi Thìn nên có kế hoạch đề phòng thì sẽ hạn chế được những thiệt hại cho bản thân mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn á, cũng đang gặp ngày có thổ khắc với mộc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Thìn cần lưu ý hơn tới các vấn đề về tiền bạc. Đừng có vội cho rằng mình tiêu tiền vì mục đích tốt là được, và tốt hơn hết là bạn chớ chi tiêu hoang phí, thiếu đi sự tính toán, nếu không bạn không thể nào đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra đâu. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, có ai đó không tin tưởng bạn trong ngày hôm nay, thế nhưng đừng có chùn bước. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nên tiếp tục nỗ lực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không cần phải giải thích cho những người không hiểu mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, không có điều gì là tuyệt đối cả, nên thông cảm cho người ta. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nguy cơ xảy ra hiểu lầm cao trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đang nghĩ ngợi, bối rối hay xấu hổ vì một việc làm nào đó thì hãy tìm đến người bạn đủ tin cậy, đủ thân thiết để chia sẻ và tìm ý kiến trợ giúp của họ. Có thể những lời khuyên mà họ dành cho bạn sẽ rất hữu ích nữa đấy. Vậy thì bạn cần phải mở lòng hơn với họ bạn tuổi Tỵ nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thể xử lý được các vấn đề liên quan tới vấn đề tiền bạc. Và ngày hôm nay, nếu như bạn muốn tình hình tài chính cá nhân của mình được an toàn và vững mạnh, thì điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là lập ra cho mình một ngân sách chi tiêu khoa học, hợp lý, có một số vốn nhất định để đầu tư cho tương lai nữa. Và xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này, nhân thần ở ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy, bản mệnh lưu ý cần phải tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa cần phải có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho chính bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc không nên thực hiện việc gì quá quan trọng ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim cần phải tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nên sớm xác định mục tiêu và con đường để đi thay vì vô định như hiện tại. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Ngọ không nên ôm đồm quá nhiều, vì có thể ban đầu của bạn tưởng rằng mình có thể làm được, nhưng thực tế là có nhiều điều ngoại cảnh đang đẩy bạn đi theo hướng khác. Và nếu như bạn tuổi Ngọ, bạn quá tự tin thì càng làm cho vấn đề lớn vì nó khiến cho bạn không nhìn ra vấn đề của mình nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ, đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho mối quan hệ của bạn tuổi Ngọ
đang có nguy cơ đổ vỡ, và tránh để cảm tính hủy hoại bạn trong ngày hôm nay. Với mọi việc mà bạn cần phải làm hay là được giao phó, bạn hãy dùng lý trí để sắp đặt lại sao cho ổn thỏa nhất. Và khi bạn phán xét mọi thứ bằng cảm nhận riêng, có thể chúng sẽ không chính xác nữa bạn tử ngọ nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là cơ hội tốt cho bản mệnh có thể tìm được cách thức phù hợp để cải thiện về sức khỏe của mình. Bạn tử ngọ nên hạn chế thói quen ăn uống thiếu khoa học mà bạn bắt chước mọi người gần đây để hạn chế những tác động xấu tác động lên cơ thể của mình. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, đang có sự hiếu thắng, chủ quan, dễ đưa ra quyết định vội vàng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, thích làm theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tài chính có khởi sắc nhờ sự nỗ lực bấy lâu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, không nên xuất hành, khai trương, di chuyển trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 11, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão Mùi phù trợ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi đang được người khác giới thấu hiểu và nhìn nhận tích cực về con người của bạn. Việc quen với người mới cũng rất tốt, vì đó là cơ hội để cho bạn trao đổi tư duy, làm mới bản thân mình một chút, và bạn hãy bắt đầu những thói quen mới mẻ cho tinh thần của bạn được khởi động, được hoạt động một cách tích cực hơn. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang tới cho bạn tuổi Mùi có được niềm vui phơi phới. Diện mạo rất quan trọng trong ngày hôm nay, và với bạn tuổi Mùi trước khi ra khỏi nhà, bạn hãy đảm bảo là bạn có một diện mạo hoàn toàn hoàn hảo nhất có thể. Nhờ thế mà bạn dễ dàng ghi điểm được trong mắt mọi người và giải quyết được mọi việc thuận lợi nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tiền bạc của bạn lại đang có dấu hiệu đáng lo ngại. Bạn mệnh tuổi Mùi đừng quá chủ quan cho rằng mình vẫn đủ đầy mà không quan tâm tới tương lai, nhất là khi khoản tiền tiết kiệm của bạn đang bị thâm hụt và không có dấu hiệu gia tăng, thì nguy cơ sẽ xảy ra những sự cố liên quan tới tiền bạc là rất cao. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến bạn hối hận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có người mang đến cho bạn chỉ dẫn thích hợp, đúng lúc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nếu có lời mời ăn uống thì nên đón nhận thôi. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên có góc nhìn tích cực hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, gặp được người phù hợp để có thể chia sẻ buồn vui. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân nếu như bạn chịu khó để ý một chút thì với bạn sẽ nhận được thấy rằng cơ hội đang ở ngay trước mắt mình. Cơ hội mà chính tài đưa tới có thể liên quan tới tiền bạc hay là những ý tưởng mới, và hẳn nhiên chúng có giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn.
Và ngày này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này có thể gây ra những sự căng thẳng trong các mối quan hệ của bản mệnh với người thân, hàng xóm, bạn bè hoặc là đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân, bạn nhớ là không giận quá mà mất khôn, nói ra những lời khó nghe khiến cho hai người không dám nhìn mặt nhau nữa. Xem tử vi ngày thứ bảy này cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc có phần hanh thông nhờ được sự giúp sức của quý nhân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên tính toán kỹ lưỡng trong từng vấn đề nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nên trân trọng sự hỗ trợ của mọi người trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc có người đánh giá sai về bạn, nhưng việc này bạn không nên để tâm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nhớ nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến bạn phải hối hận. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Dậu hôm nay dù bạn có nín nhịn hoặc là nhường nhịn ai đó cũng không thể tránh được việc có những xung đột mâu thuẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên á, sang ngày khác mọi việc sẽ được yên ổn thôi. Vì vậy với bạn tuổi Dậu đừng quá lo lắng hoang mang quá nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn về phương diện tiền bạc. Cho nên, túi tiền của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay được rủng rỉnh, chi tiêu sao cho hợp lý là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh trong ngày hôm nay. Hẳn nhiên, bạn có các kế hoạch, những mục tiêu dài hạn. Vì thế, bạn cần phải biết cân đối trong việc chi tiêu hiện tại lẫn các khoản dành dụm cho tương lai. Ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới vấn đề sức khỏe của bạn và có thể là do tác động của thời tiết. Cho nên bạn rất dễ bị ốm. Ngoài ra, bạn mệnh tuổi Dậu cũng cần phải lưu ý ăn uống nhiều rau củ để cải thiện về hệ tiêu hóa của mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, sức khỏe có sự sa sút, tránh làm việc quá sức không thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, càng quan tâm tới các chi tiết nhỏ, bạn sẽ hạn chế được những sai sót. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ nên đọc sách nhiều hơn để mở mang kiến thức. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tránh đường đột cắt đứt mối quan hệ với ai. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, về tình hình tiền bạc của bạn đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở, giúp cho bạn tuổi Tuất có được những người đồng hành tâm đầu ý hợp, khiến cho mọi công việc của bạn ngày hôm nay trở nên trôi qua dễ dàng, thuận lợi hơn bạn tưởng tượng. Vậy thì đây là ngày để cho bạn chia sẻ những dự định kế hoạch trong tương lai nữa đấy. Bạn đừng có lo ngại bất cứ sự tranh chấp, mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất thường xuyên có cảm giác tồi tệ, tiêu cực
công việc của bạn bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để thưởng thức những giá trị đơn giản và ý nghĩa của cuộc sống đang hiện diện xung quanh bạn ngày hôm nay. Nhờ thế mà mỗi phút giây đi qua đều trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều với bạn nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất á, lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này có thể đẩy bản mệnh vào những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Và nhất định với bạn tuổi Tuất không được dùng những chữ tín của mình để hỗ trợ ai đó cho vay tiền. Họ đang lợi dụng lòng tốt của bạn mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, có người nói xấu sau lưng bạn. Nhưng bạn cần phải bày tỏ quan điểm rõ ràng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có những điều bạn không thể nào trốn tránh, phải đối diện với nó. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, có ai đó đang mang tới cho bạn cơ hội tốt đi kèm với những thách thức. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, vừa thấy khó đừng có vội vàng bỏ cuộc nhanh như vậy. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, những điều giản đơn trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần phải nắm giữ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi từng có thời gian tổn thương, nghĩ ngợi vì sự đổ vỡ trong mối quan hệ nào đó hay là sự rạn nứt trong chuyện tình cảm, thì ngày hôm nay bạn đang có được cơ hội tam hợp quý nhân dẫn đường chỉ lối để cho bạn có thể hàn gắn, để có thể sửa sai và hẳn nhiên tha thứ là một điều gì đó dễ hơn là làm. Tuy nhiên, nếu như bạn dốc lòng cho điều đó thì kết quả cũng sẽ đến với bạn mà thôi. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có chính quan giúp cho bạn mở ra những cánh cửa mới, cơ hội mới mà từ trước tới đây bạn chưa từng nghĩ, chỉ là một bức tường không cho phép bạn kết nối với những ước mơ, những tham vọng của chính mình. Và đây là ngày để cho bạn nên tận trân trọng mọi cơ hội, mọi nhân vật tiếp cận với bạn thay vì thái độ coi thường vì bất cứ lý do nào. Ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn sẽ có nhân vật nào đó có tầm ảnh hưởng, có nhiều trải nghiệm, sẽ hỗ trợ cho bạn, động viên bạn. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để cho bạn có thể thể hiện những năng lực của mình và vươn tới một vị trí tốt hơn trong công việc, nếu như điều đó mà bạn muốn. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tình cảm là điều khó nói, đừng có phân tích quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, cách thức của bạn khác mọi người, không nên đem ra so sánh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, sự thiệt hơn cũng có tính tương đối mà thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cứ chăm chỉ làm và chân thành, bạn sẽ được trân trọng và đạt được thành tích. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào gặp lại.